vọng thơ cho mạch sầu bên bề là sát thì chồng đèn cho tỏ thể sang Nam Mô Phật. Nam Mô Phật. Nam Mô Tăng. Nhớ ơn Phật đời chén lộn nạn đường tội lỗi, ta bước riêng một lối thanh cao đạo bằng cao quý biết bao, vừa mình tu tịnh vừa trâu sữa mô Phật đạo vàng quy bao biết bao, vừa mình tu tính vừa trong sữa người cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm, dắt dịu nhau bước dẫm bon bon lối đi đã sẵn, đường mòn công người khai vẹt ai còn mà nhớ chân mô Phật. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhân khác người trần, xem qua cuộc thế chuyển bằng cảm thương muôn loại chịu phần đau thương mô Phật. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm thuở pháp môn, dân thân vào chốn núi non, bỏ địa điện ngọc lầu son ngai vàng mô Phật. Dân thân vào chốn núi non, bỏ địa điện ngọc lầu xoắn ngai vàng, tình phụ tử dứt ngang mạnh liệt, nghĩa phụ thê đoạn tuyệt can trường, vượt qua tấm vách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường độ sanh mô Phật. Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh, buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãn lễ chân bảy lọc ba lừa, thấp cao đạo đi chẳng vừa, bảo phen tầm kim vẫn chưa thấy gì mô Phật. Ngài thâm thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta, hãnh nhờ định tri tìm ra, xếp chân ngồi lại kiết già công phu mô Phật. Xếp chân ngồi lại kiết già công phu, sau năm chẳng rầm tu khổ hạnh, tâm thần còn một mảnh xương gầy,
nắng mưa sương gió nhuốm đầy, yêu lòng đơn đổi một ngày mỏng hơi, chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao đáng. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao đáng. Độ đời nguyện lớn thênh thang mỏng mòn, thuế vóc đảm đang sao rồi, nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép chắc, định ăn dùng đạm bạc thô sơ, mỗi ngày một bữa ngõ trưa cũng vừa đủ sống, cũng mà vừa trâu tâm mô Phật. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm vải bô chầm ba khiêu tâu, khẽ khẩm từng miếng kê đau thành tỳ ba nạp mà ngõ hầu che thân mô Phật. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đem gương lần ôm bát hoa trai, đôi nò đất đổi qua ngày lúc chưa thành đạo nào ai biết. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sử chép rằng ngộ trọng Ma Vương, lúc này nhập định phóng quang Ma Vương, bình tương nghịch ngang đánh đùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên, tự bị gương mặt diệu hiện hào quang, nhập định tham thiền tua ra mô Phật. Ma Vương ấy họa là trần thế, ê đạo ngài chủ tế ngồi trên, chân tu đắp vững mong nền đổi xoay thế cuộc, lập nên đạo trường mô Phật. Thì quyền lợi đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn, công danh dầu miếng mồi ngon cũng không lay chuyển lòng son đạo mô Phật. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa của đức phục thâu, khó khăn muôn sự khởi đầu, thương người dẫn đạo siết bao nhọc nhằn mô Phật. Bên ngoài đã lăng xăng rạch rối, bên trong còn tội lỗi gợi khêu, những nàng ma nữ cợt kêu ấy là dục vọng quẩn theo bên mình. Nhưng ngài dùng sức linh thiện định, vững tinh thần thanh tịnh chân tâm, vọng căn nguồn gốc đã tầm tham lam sân giận si lầm mà gian xa. Đất trí huệ soi ra vạn pháp, phong hào quang chiếu khắp ngàn trùng, phép linh chứng được lục thông trải, bao cố gắng khổ công bấy chày, nắng vằn vặt mưa mai gió tối, trọi trọi thân dưới cội bồ đề, nhất tâm pháp một lời thề, nếu chưa thành đạo chẳng hề đi mô Phật. Nhất tâm phát một lời thề, nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi, và nguyện lực sau khi đặt quả đi khắp nơi hành hoa chung sanh, đầu tiên trên bước lỡ hành lẽ loi, chỉ có một mình mà đường xa lẽ loi, chỉ có một mình đường xa. Nhưng lần lượt
trải qua các sư phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang, lập thành giáo hội đạo tràng đắp cô sông xã con đàn Tây Phương. Lập thành giáo hội đạo tràng đắp tô sông xã con đàn Tây Phương. Đoàn hậu tân nội gương hành đạo chỗ gửi thân rổ rao niết bàn, khởi hành từ chốn trần gian về nơi cực lạc dưỡng an đời đời. Từ ngàn trước bao người dâm rủi, nay chốn này đến buổi chúng ta con dòng hướng lấy gia tài đôi nhìn sự nghiệp thương cha công trình mô Phật. Càng rộng lớn kính dinh độ sổ, là người xưa lao khổ lại càng tìm ra được ánh đạo vàng, nhập nhận một kẻ vẻ vang muôn người. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức ngài vô lượng vô biên, hỡi chư Phật tử hữu duyên nhớ ơn từ phụ cần chuyên tu hành. Hỡi chư Phật tử hữu duyên nhớ ơn từ phụ cần chuyên tu hành. Hỡi chư Phật tử hữu duyên nhớ ơn từ phụ cần chuyên tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô. Nam mô Phật. Nam mô Tăng. Mảnh y là mồi niết bàn, ngâm dòng thơ cho mạch sầu tan. Khi đã tính bên bề là sát thì chồng đèn cho tỏ thể